Các con lấy sách vở ra nhá. Bắt đầu ghi bài và chú ý nghe thầy giảng này. Đầu tiên, thầy sẽ tóm tắt lý thuyết. Phần đầu tiên, thầy cùng Tolia giới thiệu đó là đường trung bình của tam giác. Đường trung bình của tam giác là gì? Cùng chí đã bảo cho thầy. Đây, định nghĩa là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. Rồi, các con nhìn trên hình nhá. Đây là tam giác ABC này. Thầy dựng hai trung điểm K và I tương với hai cạnh AB và AC. Vậy EG là đường trung bình của tam giác ABC. Được chưa? Với định nghĩa, đường trung bình rất đơn giản. Nó chỉ là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của một tam giác mà thôi. Và một tam giác sẽ có ba đường trung bình, nhớ nhé. Tương ứng với ba cạnh mà, thì chúng ta sẽ có hai cặp trung điểm thì nối thành một đường trung bình. Vậy tam giác này sẽ có ba trung bình. Đường trung bình có tính chất gì? Ứng dụng hình học của nó như thế nào? Các con chú ý thầy định lý một. Cùng chú ý và ghi vào vở.